Sáng ngày 23 tháng 7, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã xác minh được nữ hành khách gây bão mạng xã hội vì thản nhiên ngồi lên băng chuyền hành lý tại sân bay. Theo đó, sự việc xảy ra hôm ngày 20 tháng 7, hành khách được xác định tên HTTK, ngồi ghế 5D, đi chuyến bay QH1044 từ Côn Đảo về thành phố Hồ Chí Minh. Nữ hành khách đã cố tình trèo lên băng chuyền hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó, ngày 22 tháng 7, trên TikTok xuất hiện clip quay nữ hành khách này trong khi các hành khách khác đang chờ lấy hành lý. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hành vi của cô gái trong clip là cố tình vi phạm các quy định về an ninh, an toàn tại nhà ga hàng không và có thể xem xét cấm bay. Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết, sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh thời điểm nơi xảy ra sự việc cô gái ngồi trên băng chuyền hành lý quay clip để có biện pháp xử lý. Thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp hành khách vi phạm các quy định về an ninh, an toàn hàng không, như vụ hành khách cài điện thoại trên cửa sổ máy bay, mang dao gọt hoa quả.